Chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thông Tiền, Sở Y tế và căn cứ tình hình dịch bệnh tại thị trấn Long Hải, ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định số 713 dỡ bỏ phong tỏa dùng cách ly y tế đối với toàn bộ thị trấn Long Hải huyện Thông Tiền từ ngày 21 tháng 9, gồm 12 khu phố, 8.870 hộ dân với 40.548 dân khẩu. Song song đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng ban hành quyết định 715 tiếp tục khoanh dùng phong tỏa cách ly y tế trên phạm chi đối với 16 tổ dân cư thuộc 8 khu phố thuộc thị trấn Long Hải để phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 từ ngày 21 tháng 9 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Theo quyết định 715 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, phạm vi khoanh vùng phong tỏa tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền từ ngày 21 tháng 9 gồm toàn bộ tổ dân cư số 7, 8, khu phố Hải Lộc gồm 128 hộ, 440 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 10, số 11 gồm 123 hộ, 522 khẩu, một phần tổ 12 khu phố Hải Hòa gồm 2 hộ, 9 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 3, khu phố Hải An gồm 87 hộ, 312 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 1, 7 khu phố Hải Phong 1 gồm 102 hộ, 408 khẩu toàn bộ tổ dân cư số 1, 4 khu phố Hải Phong 2 gồm 98 hộ, 352 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 9, 10 khu phố Hải Vân gồm 110 hộ, 393 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 5, số 8, số 12, khu phố Hải Hà 1 gồm 151 hộ, 859 khẩu. Toàn bộ tổ dân cư số 8, khu phố Hải Hà 2 gồm 45 hộ, 191 khẩu. Việc cách ly thực hiện theo nguyên tắc, gia đình cách ly với gia đình, thôn tổ dân phố Cách Ly với thôn tổ dân phố xã Phường Cách Ly với xã Phường thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.